Đến nay, đã có 48 địa phương đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý cho thực hiện khôi phục hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh. Tuy nhiên, theo Bộ Giao thông Vận tải, sau một tuần thí điểm, hành khách vẫn còn e dè khi đi lại bằng vận tải hành khách liên tỉnh, dẫn tới lượng khách còn ít. Thực tế cho thấy, vẫn còn nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh. Việc yêu cầu lái xe, phụ xe phải tiêm đủ liều vaccine khó thực hiện bởi thực tế, lái xe, phụ xe, nhân viên phục vụ trên xe ở hầu hết các địa phương đều mới được tiêm một liều vaccine. Tỷ lệ tiêm đủ liều vaccine còn thấp, số lượng người dân tại một số tỉnh được tiêm 2 mũi thấp, dẫn đến lượng khách từ các tỉnh này đi các thành phố lớn hoặc các tỉnh lớn không cao. Ngoài ra, việc kiểm soát hành khách lên xuống xe dọc đường còn gặp nhiều khó khăn, tồn tại tình trạng đón trả khách dọc đường không đúng các điểm dừng nghỉ, hoặc việc kiểm soát ra vào đối với các phương tiện vận tải hành khách từng địa phương có các quy định chưa thống nhất.